Vũ Thịnh là ca sĩ trong nhóm nhạc Wings, anh sở hữu giọng ca giàu cảm xúc và biết cách sáng tác nhạc. Với gương mặt đậm chất thư sinh cùng chiều cao vượt trội đã giúp anh chàng nổi bật giữa đám đông và thu hút ánh nhìn từ bất cứ ai. Yêu âm nhạc từ nhỏ, Vũ Thịnh đã bộc lộ năng khiếu thanh nhạc của mình và đoạt được giải thưởng tiếng hát ngành giao thông vận tải 2014. Tình yêu dành cho ca hát quá lớn nên anh đã cùng hai người bạn có chung niềm đam mê với mình là Duy Ngọc, Phạm Thắng thành lập nhóm nhạc The Wings. Vũ Thịnh là một người tài năng, anh có thể sáng tác và hát rap, đồng thời cũng chính là nhân tố quan trọng trong nhóm nhạc của mình. Năm 2016, nhóm nhạc thử sức trong chương trình X Factor. Từ đây, nhóm nhạc của Vũ Thịnh bắt đầu gây được tiếng vang lớn, ba chàng trai trẻ quyết định bảo lưu kết quả học tập và nam tiến theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Thời gian đầu sau cuộc thi, Vũ Thịnh và các thành viên còn lại thường tung nhiều bản cover với giọng hát mới mẻ, ấn tượng, đã thu hút khá đông khán giả trẻ yêu thích. Năm 2017, sau thời gian ấp ủ, The Wings đã tung ra sản phẩm single và MV lyric đầu tay mang tên Đường nào đến trái tim em, sau đó là MV Giấc mơ nào cho nhau đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Bên cạnh đó, anh chàng còn tham gia game show Đàn ông phải thế và đạt được giải quán quân. Lấn sang điện ảnh, Vũ Thịnh bắt đầu tham gia vào đóng phim, góp mặt trong dự án Thanh Xuân Ký. Với vai diễn này, anh chàng đã thể hiện được lối diễn xuất tự nhiên, hóm hình và biểu cảm vô cùng đa dạng. Mới đây nhất, Vũ Thịnh tham gia vào vai chính web drama Bạn trai song sinh của đạo diễn Jun Bin. Mới đây, Vũ Thịnh gây xôn xao dư luận khi thông báo góp mặt trong show âm nhạc thực tế Anh trai C2. Vũ Thịnh cho biết, mình muốn khán giả thấy một anh trai Vũ Thịnh cá tính hơn, phong cách hơn về âm nhạc và ngoại hình, khác hẳn với một Vũ Thịnh thư sinh, hiền lành, hát những bản ballad như mọi người đã thấy trên mạng. Anh trai C2 là chương trình âm nhạc thực tế hoàn toàn mới, lần đầu tiên ra mắt khán giả. Các anh trai tham gia chương trình sẽ trải qua quá trình tập luyện khắt khe và chuyên nghiệp để nâng cấp bản thân, tập trung vào âm nhạc nhằm mang đến những bản hit phù hợp với xu hướng giải trí của giới trẻ. Hiện tại, đối thủ của Anh trai C2 chính là Anh trai vượt ngàn chông gai. Cả hai chương trình có nội dung gần giống nhau khi tập trung vào các nghệ sĩ nam. Bên cạnh đó, hai chương trình đều chọn thời gian tương tự nhau để công bố cũng như lên sóng, khiến khán giả lập tức đã lên bàn cân so sánh. Vũ Thịnh còn gây chú ý khi tham gia show Tỏ tình hoàn mỹ và công khai ra về với bạn gái Penny. Được biết, họ từng có khoảng thời gian yêu đương trong âm thầm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, bộ đôi quyết định đường ai nấy đi, trở lại làm bạn bè. Đến khi Penny quyết định lên chương trình hẹn hò tìm kiếm tình yêu mới, Vũ Thịnh quyết định bộc bạch nỗi lòng của mình với đối phương. Vì còn nhiều tình cảm nên cặp đôi quyết định cho nhau thêm một cơ hội. Hiện tại, họ công khai mối quan hệ tình cảm, thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các chương trình, sự kiện. Năm 2022, chia sẻ với truyền thông về mối quan hệ sau một năm bước ra từ chương trình hẹn hò Tỏ tình hoàn mỹ, Vũ Thịnh cho biết anh và Penny vẫn rất yêu nhau sau khi thành đôi. Tuy nhiên, tình yêu của cả hai không phải lúc nào cũng phải thật lãng mạn mà hơi gà bông trẻ con. Tụi mình thích chọc ghẹo cho nhau cười, lâu lâu đánh yêu nhau một cái, làm hành động xấu với nhau một chút nhưng kiểu dễ thương. Chúng mình vừa là người yêu vừa là đồng nghiệp, cả hai luôn đồng hành và hỗ trợ nhau trong cả công việc và cuộc sống, anh nói. Cả Vũ Thịnh và Penny đều có sự tin tưởng, không ghen tuông khi đối phương tiếp xúc với người khác vì công việc. Theo tiết lộ của cặp đôi, họ sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ người hâm mộ nhân kỷ niệm một năm bước ra từ Tỏ tình hoàn mỹ. Đây là cơ hội để hai đứa có thể bày tỏ sự biết ơn vì mọi người luôn bên cạnh yêu thương và ủng hộ tụi mình. Cặp đôi cho hay, khi được hỏi về dự định kết hôn sau quãng thời gian quen nhau khá lâu, Penny hài hước cho hay, tôi là một người rất tin vào tâm linh, tôi tin vào năm mình 28 tuổi là độ tuổi hợp và đẹp nhất để lập gia đình. Năm nay tôi đã 26 tuổi rồi nên mọi người hãy đợi thêm 2 năm nữa, chúng tôi sẽ báo tin vui. Penny và Vũ Thịnh còn trình làng dự án Đoạn kết cuối vào năm 2023 dành tặng khán giả. Đây là ca khúc ballad nhẹ nhàng kể về những người vừa mới trải qua một mối tình dang dở. Dù cả hai còn tình cảm, Penny và Vũ Thịnh muốn gửi đến các cặp đôi thông điệp nếu đang tìm hiểu hoặc đang yêu nhau thì hãy trân trọng những khoảng thời gian đẹp khi còn bên nhau, hãy yêu nhau thật nhiều, thật say đắm để sau này nếu có kết thúc thì khi nhìn lại sẽ không ai phải tiếc nuối, cặp đôi nhắn nhủ.